cho vừa chọn đi giao mối là sốt xanh này sau đó là chụp phát sử úa sốt xanh nên và thì công bảo là hôm qua rất là mưa to ấy, sợ cái gió to quá cái mái nhà bay đi ấy. Thì cũng là các bác rất là nhiều đã ngự cái phần tiệt để hỗ trợ xây nhà cho gia đình em và con thì tù thôi có hại hơn. Anh chị em bảo là ăn mua mì chính với mua hết nữa là thô luôn đấy. Cái chẩm chéo này thì các người làm muốn chia sẻ lại với mọi người một chút nữa, đó là chẩm chéo này thì được làm từ 9 loại gia vị khác nhau. Và trong đó ấy, là có hạt dổi, là loại gia vị cực kỳ là đắt, đắt nhất. Người ta ví như là cái vàng đen ở trên vùng cao ấy. Thì hiện tại là cái hạt dổi này Cao Nguyên Đá đang bán trên kênh là 180.000 một lạng. Cái chẩm chéo của nhà Cao Nguyên Đá làm nó sẽ khác với cái chẩm chéo mà mọi người mua ở chỗ khác. Bởi vì là nếu như cái chẩm chéo mọi người mua ở chỗ khác ấy, mọi người cái phần hương khi mọi người gửi ấy, thì 80-90% mọi người sẽ ngửi được cái hương đầu tiên, đó là hương của hạt mắc khén. Bởi vì sao? Bởi vì hạt mắc khén là giá thành nó rẻ hơn, thì người ta cũng sẽ độn rất nhiều cái hạt mắc khén vào, thì là mọi người sẽ có mùi hắc. Còn ở bên nhà Cao Nguyên Đá thì các bạn ăn ấy sẽ là đảm bảo là có vị và có hương của hạt dổi đầu tiên, sau đó thì mới đến hạt mắc khén mọi người ạ. Còn đây là cái quy trình mà đóng lọ đây, chỉ một cái lọ này là nó sẽ dao động từ 150g cho đến 160g. Cứ đóng đầy thế thôi mọi người. Đấy, đóng chặt dí thế này vào. Thì hiện tại đang bán là 35.000 một hũ. Các bác lấy 3 hũ thì là giá sẽ là 100.000. Ở đây vì cái chẩm chéo này cái giá thành nó cũng tương đối là rẻ, mà làm cũng mất rất là nhiều công. Thì Cao Nguyên Đá chưa hỗ trợ được cái tiền vận chuyển. Các bác mua hàng này vui lòng trả thêm, giúp Cao Nguyên Đá thêm tiền vận chuyển nữa. Rất mong là nhận được cái sự ủng hộ quý của bác và mọi người ủng hộ mua những cái mặt hàng trên kênh, giúp anh em phát triển kinh tế, còn có động lực để đi vào trong xóm cũng như là cái kinh phí để duy trì kênh, thì còn giúp đỡ các bà con khác nữa mọi người ạ. Ở đây thì Cao Nguyên Đá phía sau này còn có mật ong hoa bạc hà là 550.000 một lít này, mật ong ngâm hoa đu đủ tươi này, bánh tổ mật ong này và mật ong rừng. Thời điểm này thì mật ong quái nó vẫn đang vào chính vụ rồi, giá là 400.000 một lít. Mọi người mua hàng thì có thể liên hệ với Cao Nguyên Đá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, xin chào. Xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì anh cháu là có mặt trong thôn Hà Gia Thịnh thuộc xã Châu Phìn, huyện Bà Thịnh, Hà Giang. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì anh cháu cũng vào sớ rồi. Anh em thì em vào thì cũng nhờ được số anh em ra họ. Ở đây thì anh em thì cũng khoa hạ bớt cái tạ bên dưới này rồi. Đằng sau nhà em vào thì có cào bớt cái phần đất trước tí, sẽ dùng máy khoa khoa mấy tạ đá to to bên này các bác ạ. Anh em khoa thì máy hơi ột ấy, thì cháu bảo và anh em tạ dần một lúc đấy. Hôm nay thì cũng rất là mưa to ấy, nền nhà của trong nền nhà em vào thì cũng ướt hết rồi. Nền nhà em vào ướt hết các bác ạ. Trong nhà thì hơi tối. Ở đây này, nhìn là trước cửa đây này. Đấy, nền nhà thì nó không ẩn hết đấy. Em vào thì là đọc tay ra mút nước ra để che cái thòng xanh. Em mút nhé, mút để che tết xanh nhé. Vâng. Chiều nó lại mưa thì dưới này nó lại được nước mưa ấy. Đó chưa? Anh em cũng vừa bảo là lấy múc hết cái chỗ dưới này lên chế tết xanh thì chắc là tết xanh không được được hết đấy. Chị tả đấy á? Không nhận đi tả tả. Vợ ơi, hôm qua mưa nước có chảy vào nhà không? Có chứ. Có à? Vâng. Anh cũng nhìn thấy này, nhà của em nó ướt hết đấy. Sợ cái mái nhà nó giọt vào nhà ấy. Có giọt to không? Có. Có à? Nhưng mà
trên giường ngủ có ướt không? Có, nó ướt ở bên dưới. À, bên giường không bị ướt à? À thì cái chỗ bê bết và ngay trước cửa thôi nhỉ. Và okay. Ông thì không thử. Thế hôm qua thì mưa to thì ba đứa con cũng ngủ trên này hết à? Vâng ạ. Đã, mình kẹo à? May bảo là e út thì đi đất đấy. Mà thì dính hết đất rồi. Hôm qua rất là mưa to, em có sợ không phải? Có chứ, sợ gió bay ấy. À, sợ gió to, bay mất cái mái nhà của em á. Đây, bên này nó ướt hết rồi nhỉ? Ướt hết rồi. Vâng. Mưa nó có chảy thêm cái tảng đá trên này xuống không? Vâng. À. Mưa này, mưa to chảy thêm cái tảng đá này vào trong nhà này. Nhìn này, nhà của em vào dưới này thì ướt hết rồi. Như là lần trước có mưa to như lần hôm qua không? Có chứ. Có à? Trước cũng mưa to như hôm qua. Lúc mưa to thì nước cứ chảy về nhà như thế à? À, từ bên này chạy từ bên này vào trong nhà nữa. Cả trên này nữa. Nhưng mà đu bếp ở bên này nhá, lúc mưa nó chạy vào nhà thì đu bếp cống rất là khó nhỉ. Khó. Mưa thì đu đu à, mưa nước chảy vào trong nhà thì chỉ đu vào cái này. Cái này cái bếp này thì người ta hay bảo là cái này chỉ đu than thôi. Đấy, đu bếp cũ thì nó không đủ cho cụ vào trong đấy. Mọi lần chắc là mưa cũng không mưa to bà hoa quan nhỉ vào nhỉ. Vâng. Nhưng mà em vừa bảo là sợ lúc mưa to gió to ấy thọ bay mất cái mái nhà của em thì lúc đấy vợ chồng em và các con đi ngủ ở đâu? Cứ ngủ tại nhà thôi. À, ngủ đây thôi à? Chỗ ngủ. Không có chỗ ngủ à? Thế không đi ngủ nhờ được à? Được, cũng là buổi tối thôi. À, được, đi ngủ nhờ người ta cũng cho ngủ nhờ nhưng mà buổi tối rồi. Nhưng mà nhà gia đình ấy có đèn pin chứ nhỉ? Chưa có đâu. Chưa có đèn pin. À, chị dùng cái đèn năng lượng thôi nhỉ? Vâng. Mây, bác hộ như thế này, hộ có mưa to quá sợ không? Chỉ báo. Mày bảo là không biết. Nào mất lộn, nào lót lót con trai nè. Con trai đấy à? Mày bảo hôm qua mưa to quá, rất là sợ. Tránh chỉ tránh. Chỉ tránh à? Mày mưa to quá có bị giật thì mình giật ngừa không? Mày bảo không. Đây, chia cho bà út nữa. Em út nữa. Đây là lành nhỉ? Đúng rồi. Lành có sợ không lành? Mày lấy thằng trai mày lấy. Đây rồi đây. Mày lấy. Điều bánh kẹo rồi. Ăn thịt con trai không? Con trai là sợ đấy, quán sợ luôn đấy. Nhưng mà cái dừa của em là tối hôm qua mưa to thì cả vợ con ngủ trên này hết à và. Đây, à. Bên này này. Đây, trước thì mưa nó cũng hát vào trong giường ngủ ấy, em vào cũng chuẩn bị một tấn bạt xanh che cái phần ở bên tranh dừa rồi các bác ạ. Còn cham thì chắc là qua mưa to này, cham cũng che trên để che trên này hết rồi. Sao vẫn còn và à đây này, sao cũng còn bàn này các bác ạ. Chắc là cụ đủ làm ngày hôm nay nữa. Mưa to quá này, cụ của em vài cũng ướt hết đây. Không phải là cụ đi trò chơi rừng này các bác ạ. Trước thì cháu cũng có chia sẻ để có bác anh chị ấy, dưới cái chuột của em vài ra thôi. Ta sủ rồi mà. Vợ chồng thì thay nhau múc nước đây. Ta xuống đâu sủ rồi.
Đá ở đây có cấn không anh chía? Có dây này ta chỉ ta. Ta. Anh nghe cũng bảo là đá ở đây rất là cấn này. Khoa đủ cũng khó. Thì hôm nay thì cháu vào đây thì tí anh em bảo là đá cũng rất là cấn thì tí cháu sẽ khoa xong thì cháu sẽ cho bồn nợ vào. Còn mấy tạo để sau nhà em vào thì cũng rất là to này. Em vào bảo là mượn thạng từ ấy thạng cái chỗ này lên cái góc cây ngô xe kia đấy từ cửa phần đằng sau nhà em vào cũng đá không phải ít các bác ạ, cũng rất là nhiều này, đây này và đã ăn hết này. Đấy, cháu sẽ bảo em vào bảo các chú và các anh của em vào sẽ còn bớt cái phần đất ở trên này này. Đấy, khi nào đán ra thì khoa thì khoan đục thì nó vỡ ra thì mình cạy nó dễ hơn. Cây ngô ở trên này là cũng là của nhà ấy và hết. Như là cái mùa này nó cũng chí rồi nhưng cái bắp ngô của nó có rất là bé. Này, cái cuốt này là của hai bạn bé này, con của em và. Hôm nay nhờ được khoảng tầm mấy người vậy? Đã. Nhờ được khoảng tầm mấy người? 2, 3, 6, 7 người tính em nữa là tá. Cả vợ chồng là trí nhỉ? Nhờ vợ ơi. Dạ. Em... để con cho vợ em đi, để em đi sang bên kia để mở máy khoa cho anh xem nào. Tí anh có đi về là viền nhà đấy. Phải hướng dẫn cho em và đấy, biết mở cái máy khoa đá các bác ạ. Lúc anh em cháu có viền nhà ấy, thì vào mùa thì anh em và mình em và cũng tự mở được. Đấy, đã đau tê nhưng mà không làm được nhanh, cứ một ngày cứ làm dần thôi. Đấy, thê cho người khác vào làm thì lại cái tiệc kinh phí làm nhà cho Eva lại không đủ thì gia đình cũng bộ công bộ sức ra thôi. Em lên trên này này, mở máy khoa cho anh xem. Ô, tôi chú chỉ à? Nhấc lên đi, em nhấc lên trên này. Đấy, tí khoa luôn một lỗ chỗ này thôi, đả luôn chỗ này. Okay.
đi chỉ chủ nữa, gió chỉ chủ à, gió chỉ gió luôn, ta này gió luôn, gió này ít tiền mình chỉ là chưa, vừa nó cơ xong rồi thì bảo các chú rửa tay ăn cơ chưa đấy bạn, và chuẩn bị cơ xong chưa? Xong rồi thì bảo các chú rửa tranh tay ăn cơ đấy. Xem báo, tạ, nên đi họ tạ. Thì tốt vậy mà. Chí à, thế nhưng mà chỉ có chăm tạo nhạc. Nên phủ lại. Thế nhưng mà ta thì nhớ chả có dùng cha mẹ cú. Chứ cậu cho chơi yếu mong có gì hết. Yếu mong hết. Vừa ăn và thì cũng nó cơ chưa xong rồi các bác ạ. Chắc là anh em cũng có cậy tạ mà cái hồn này ra đấy là chắc là dựa trên tay để mà cơ chưa đấy. Cho lộ quá. Mi lộ. Lúc gì nó chỉ chết tè không? À chạy luôn ra từ hồ lộ. Đó, trong nghỉ rửa tay cơ chưa đó. Có chưa? Vớ rồi đấy. Qua sông vậy. Chỗ đá úp vào thì mấy đứa trẻ nó lại lật đất đấy. Khỏi mất công pha. Mà tích chỉnh chị thôi, hát chỉnh chị mới phía chỗ thôi. Nhà lầu nha. Giờ thế nó bỏ dưới phủ mà. Mày chạy chạy chạy. Ơ thỏ thế chó rất tròn chảy đi hả. Em ạ, dựng như thế này này. Đấy. Hạ quá thế nó lại đổ đấy. Đổ vào ngược đấy. Anh em, các chú thì cũng đang dựa tay đã ăn cơm chưa cùng gia đình em và các bác ạ. Có hai bộn nệ trên này chắc là để mang xuống dưới này. Chỉ có thì chỉ cho vào em để ý nên nhá. Đấy, lúc nghỉ thì em phải để lại trong bao tải tí. Ra làm thì lại bắt đầu lấy nem ra. Vâng. Mấy? Không đi vào trong nhà ăn cơ. Ăn nó tà là ừ. À đó quá ăn trước rồi à. Này các bác xem này. Bên này này. Cái mắm này dành hết mềm mé rồi chắc là đó quá ăn trước rồi các bác ạ. Anh chắc là cháu cũng đi vào trong nhà trong cơ cộng ở gia đình nhà em và. Ăn nó. Đấy, hôm nay bữa cơ trưa của em và thì có mềm mé với rau bí thôi các bác ạ. Đây có mềm mé này, rau bí này. Xin mời các bác là ăn cơ trưa cùng gia đình anh em cháu và gia đình em và ở đây thì cũng có cả các chú nữa. Vết chân nó mỏ hò. Ờ vết chân nó mỏ nhé. Ờ. Xò xò thế. Xò mũi tiệm. Xem chế nó nọ thì mình chỉ vẫn. Đấy, vào ngồi đây bà. Xò xò. Đi xò xò. Đây này. Đây này, đây. Ngồi luôn đi. Đây, anh ngồi ghế này. Đây, đây, trong cái ghế được mà. Đủ mà. Đấy. Đấy, ngồi đây. Đấy. Anh em lên trên này ngồi thôi. Anh em chung nhau được mà. Ờ thì cái rau thì cho trượt ra để chạy. Ờ thì ô lúc tóc khuôn này. Đấy, mà. Dạ. À, các cô của em không ăn cơ. Đã ăn trước rồi. Ăn trước rồi. Các bác ạ, ở đây có món rau bí của
em và thì à, chị làm à, lúc luộc à, nó chí ấy, chị thạm muối mình chính vào đâu đấy, không có dọc am để xào lại ấy. Là chị là thạm múa với mình chính vào. Ê, thông thiếu mà đi. Nhà thì hơi dọc kê rồi mà. Mình chỉ bị dọc kê. Ông sổ là gì thì hơi dọc kê. Hơi dọc kê trốn. Đừng cả cho nó dùng anh chị. Nhà tao cái đùa. Nó mỏng mỏng không? Hả? Nó mỏng mỏng? À, mềm mềm thôi à. Lấy cho bắt bắt cho nhé. Cái ở đây thì à, cháu đang bắt ở đây thì à, lúc nãy cháu đang khoan đá ấy, thì em quay về đưa cho con của em và các bác ạ. Thôi đi hãy rồi. Cái này được đấy. Nó bóc không được rồi, nóng quá. Tan hết rồi. Chờ lúc nãy nhé, chờ lúc lâu nhé hả? Ô sợ nghĩa cô lúc phải đi. Sao? Sao sẽ chăng? Vọng. Bán này, bán này luật là chỉ nghiên để nghiên thấy đấy đấy thôi, không để mắm muối mình chính vào. Đây thì thả mắm muối mình chính ấy, bắt dưới này này. Để mút lên trên bắt trên này thì lại mút xa bắt lên dưới này, bắt đầu cho muối mình chính vào thôi các bác ạ. Đấy, tròn nhé mày chạy tao mà. Chuốt là lần nè. Đấy. Cứ thế mà ăn thôi. Đấy. Đấy. Mình cho mình chính nữa. Con này tù thôi thì có hại hơn. Anh chị bảo là ăn múa à mà mình chính với múa hết nữa là thô luôn đấy. Múa có nhẹ không có nhẹ gì hỏi cái hạt có nhẹ. Nó sao làm nó nhá. Sao đó. Chứ chứ lý à. Sao sao chế ý ăn chế nó ý à. Ờ nó mà nó nên chỉ đó nó. Ờ. Sau đó dòng chưa gồng ở gia đình em vào. Xong rồi các bác ạ. Anh em thì là cạn làm từ sáng rồi. Lúc đó anh em vẫn đã ăn. Sau hôm nay thì em vào cũng có nhờ số anh và các chú ra hộ để cũng đục ra được bà này đá rồi các bác ạ. Trên này thì sẽ là chị cần khoa cái tạ ngay cái phía tay trái là cháu đã trị ấy, thì chắc là khoa quả tần 3-4 lỗ nữa là cái tạ trên này cũng hết rồi, chỉ còn đần đặt sau nhà em và thôi. Nhà của em và thì chắc là mà không giới các bác ạ. Đấy, trong nhà thì nó cũng sạt bài hết rồi, chỉ có cái phần đạt sau thôi. Giờ đi thì bây giờ này đấy, xung quanh nhà của em vào thì cũng toàn là vừa ngô hết thôi, không có chỗ nào để chịa cái dựng một cái lá nó coi như ở tạ trước đấy, thì sẽ làm dần dần cái phần đạt sau nhà em vào thôi. Đấy, bên này này đạt sau nhà em vào thì nhìn nó cũng lạc trước thì cũng sạt bài rồi, đạt sau cũng có dính nước đấy thì sẽ khoa này. Ở đây thì cháu cũng có khoa một lỗ ở dưới này này. Đấy, sẽ khoa cái đục cái tạ này trước. Đấy, chỉ cần là bà cái nền nhà của em vào là được rồi. Đấy, trên này thì cũng làm dần dần thôi. Em vào thì cũng đã đau tay. Bốn nợ thì cháu cũng có ma vào màu gỗ, nhưng mà
đá ở đây đấy. Thì tả bên này thì cũng khuất bớt rồi. Thế có mấy tả cao ở đằng sau nhà em vào thì mai cháu vào thì cháu sẽ đấy, khoa để cho bọn nợ vào thôi. Nó cao thì nó sẽ dễ nứt ấy. Chỉ thay sao mà các chị uống đi một chút rượu mà. Uống một chút rượu thì à. Anh Chía thì cũng bảo là để lại cái nhà của em vào thì cũng rất là vữa. Đấy. Làm đà sau thì lúc à khoa ra khoa được ấy thì cho nên vào thì cũng rất là vữa. Đấy. Trời cũng rất là mưa to này, trong này nhà em vào cũng ướt hết các bác ạ. Hôm nay thì anh em cháu vào thì cũng hướng dẫn cho em vào cũng biết là dùng cái máy khoa một chút rồi. Đấy, khoa từ xá rồi. Thì chắc là anh em cháu cũng xin phép là gia đình có về thôi. Vợ ơi. Vợ. Anh xin phép anh về nhé. Về trước nhé. Vâng vâng. Mai anh lại vào nhé. Cho xanh là một lần nó lo tên chạy nhớ chạy thì là cho vừa chọn đi già muốn là cho xanh này sao đấy bắt giữ úa cho xanh em vào thì cũng bảo là hôm qua rất là mưa to ấy, sợ cái gió to quá cái mái nhà bay đi ấy. Thì cũng là cả các bác rất là nhiều đã ngự cái phần tiệt để hỗ trợ xây nhà cho gia đình em vào thì chắc là anh ấy cũng có đi xa thoát khát nữa. Hiện tại thì thời lượng video cũng từ đó dài các bác ạ. Chắc là anh em cháu cũng tạo dần video tại đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại. Nội dung video lần sau ạ.